Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Medicine Middle Group thực hiện. Và xin được cảm ơn xúc xích xúc lắc heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Và một lần nữa chúng ta lại chào đón vị giám khảo quen thuộc của chương trình, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành. Ủa anh ơi, sao hôm nay mình lẻ loi quá vậy ạ? Hôm nay cô Harry Won có một dự án đặc biệt ở ngoại quốc. Cô Harry Won sẽ trở lại vào số sau. Xin các cháu yên tâm, nhưng mà đừng lo, chú Trấn Thành đã mời một cô cũng dễ thương ngang ngửa cô Harry Won. Hôm nay là anh sẽ mời đến đây hai người đẹp luôn. Hai người đều dễ thương hết, trong đó có một người luôn luôn hại anh trên Facebook. Anh trên Facebook, ai mà có đủ quyền năng được làm được cái chuyện đó vậy? Không phải là đủ quyền năng mà đã đủ nhẫn tâm thôi em. Cô ta mới vừa đóng xong một cái MV cho một ca sĩ khác. Sau đó cái anh ca sĩ đó mới nói rằng là liệu cái vai khó vậy thì ai đóng được hay không. Thì cô ta nói là anh. Và cô ta kiếm một cái hình anh giả gái lúc anh thời anh còn mập như con heo. Cô ta gán ghép lại, cô ta để lên hình ảnh lên trên Facebook để cho người ta thấy được rằng là anh mập hơn cô ta như thế nào. Kể như vậy thì em cũng đã nhận ra được đó là ai rồi. Một cái người tên giống giống em, cũng họ Lê. Dạ, cái tên phát âm cũng giống giống em. Giống luôn. Mình để dành ở đó, còn cái người bên cạnh bên kia thì sao anh? Họ Lê luôn. Cũng họ Lê luôn à? Lê luôn. Dạ. Nhưng mà cái người họ Lê còn lại đó anh có gây thù gì hay là có bêu ríu anh trên mạng không ạ? Người họ Lê đó là đầm thắm hơn. Nhẹ nhàng hơn, cân bằng lại cái sân khấu ngày hôm nay. Người họ Lê đó hiện nay là đã bị đàn ông rinh đi rồi. Ngày hôm nay toàn là những khách mời đặc biệt. Xin mời anh mời hai người khách mời đặc biệt ra được không ạ? Xin mời quý vị gặp gỡ Miu Lê và Hằng Lê. Đây là khách mời đặc biệt chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ Minh Hằng và ca sĩ Miu Lê. Rồi đó, em cũng nhận ra được ai là người đã bêu ríu anh, còn ai là người đầm thắm mà đã về dinh rồi. Em có thấy cách ăn bận là chúng ta nói lên tính cách con người. Khi người ta đầm thắm, người ta sẽ bận một cái váy nền nã anh ạ. Chiếc váy nó có hai cái túi, chứng minh đây là gì, người phụ nữ nội trợ giống. Ủa? Như cái tạp về tích góp nhất tiêu tiền bạc cho chồng. Hai cái nơ này là hai cái coi như là trọng trách gánh trên vai. Sắp sửa làm mẹ. Cái áo nói lên số phận và tính cách của con người. Con nhìn xéo về bên kia một góc 45 độ, chúng ta thấy một người phụ nữ bận một chiếc váy. Và cô ta nghĩ rằng cô ta có thể cạnh tranh được độ tomboy của Gil Lê, cho nên cô ta giác một cái cà vạt bự. Cái áo thì lủng củng lởn cởn, làm cho con người của ta lúc nào cũng nhấp nhô. Cuộc sống thăng trầm không bình phẳng. Đây là một người phụ nữ sẽ có cái xu hướng cà khịa rất cao. Ê, đi làm ban giám khảo mà xong bị cà khịa quá vậy ta, chưa nói được con nào luôn. Anh nói em cà khịa mà cái mặt rất là cà khịa. Em nói với khán giả đi, vì sao em bêu rếu hình ảnh tôi trên Facebook? Em xin lỗi anh Trấn Thành, vì em đã làm những điều không tốt với anh. Em biết điều đó không tốt đúng không? Em đã lỡ bóp những tấm hình rất xấu to to hồi đó của anh. Em xin lỗi anh rất nhiều. Nhưng mà bây giờ vẫn to mà. Thằng ơi, người ta xấu một lần mình không thể đi vào bên xe đồ đó được. Anh, em xin lỗi, nên là hôm nay xin anh tha thứ cho em. Anh hy vọng lòng anh đủ bao dung. Em thấy thương hai vị khách mời chúng ta ngày hôm nay quá à. Nhưng mà bây giờ thì cũng phải hỏi thăm về cảm xúc khi đến với Siêu Tài Năng Nhí. Chị Hằng là lần thứ hai rồi. Dạ đúng không ạ? Còn Miu là lần đầu tiên. Thì không biết cảm xúc của mọi người như thế nào, nhưng mà trước hết xin mời lắng nghe chị Hằng trước nha. Hồi nãy chị chuẩn bị bước ra thì chị vui lắm. Nhưng bây giờ chị bớt vui rồi. Phải bớt vui thôi. Tại vì hai người ta mà làm sao có lòng tịnh được. Ừ.
em ở đây nhà họ Lê bảo vệ chị luôn. Ok, yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà ngày hôm nay đến lần thứ hai gặp các cháu và chuẩn bị đón nhận và xem những cái siêu tài năng mới của chương trình thì không biết là chị có chuẩn bị tinh thần gì không ạ? À? Không, thật ra thì chị vì đã ngồi một lần rồi nên là chị hiểu tính chất của chương trình. Nên là mình đến với một tâm thế rất là thoải mái, đến để xem tất cả các tài năng nhí của chúng ta biểu diễn như thế nào. Dạ, chị cũng nhớ sẵn sàng lăn xả trên cái sân khấu này. Chị không quên đâu em. Dạ vâng. Mà nếu mà chị quên cũng có người kế bên nhắc. Chính xác, còn có người lăn xả cùng với chị. Bữa nay tôi không những lăn xả mà còn lăn bột. Chiên giòn luôn anh ha. Chiên giòn, yên tâm. Rồi, còn Miu thì sao nào? Lần đầu tiên đến với siêu tài năng nhí, cảm giác của Miu như thế nào? Dạ, thì đây là lần đầu tiên Miu được tham gia, nhưng mà ở nhà em cũng đã xem rồi á. Dạ, em xem nhiều. Thì em thấy là có những tiết mục nó khiến mình rợn người. Thì em nghĩ là cháu rồi em dùng từ sai. Không ai đến với một chương trình của các cháu dùng từ rợn người cả. Các cháu làm gì em rợn người? Dạ, ý em là các cháu làm những cái điều mà đối với em đó là phi thường á, nên tạo cảm giác em bị nổi da gà, nổi cái ốc nên em rợn lên á. Đúng, thì hãy nói như rõ ràng. Dạ. Nhiều khi Miu rợn người vì anh á. Dạ không, đó là ý Miu đang tính nói tiếp theo. Nhưng hôm nay thật sự em quá rợn. Em sẽ còn rợn dài dài. Ngày hôm nay em thấy có vẻ là ba vị giám khảo ngồi cạnh nhau, nhưng mà có vẻ là sẽ có hơi một cái xu hướng cà khịa nhau khá là cao rồi đó. Thôi thì bây giờ xin phép được mời hai vị giám khảo khách mời của chúng ta quay về vị trí ngồi của mình nè. Anh mời Miu, mời Hằng. Hôm nay thì chương trình chúng ta một lần nữa lại chào đón ba siêu tài năng, và chắc chắn là sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị và bất ngờ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với siêu tài năng nhí tiếp theo sau ít phút giải lao ạ. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với siêu tài năng nhí, và chúng ta hãy cùng đến với tài năng nhí đầu tiên của tập ngày hôm nay nha. Và chúng ta hãy cùng chào đón em Lương Trung Hiếu đến từ Bắc Ninh ạ. À. Xin mời. Hi. Con lại đây với cô Kiều. Rồi, chào con nha. Con tên Lương Trung Hiếu ạ, con 5 tuổi ạ. Trong thời gian mà tập luyện của bé trong vòng hơn 6 tháng ấy, tôi có theo dõi tình trạng sức khỏe của bé thì là bé vẫn khỏe mạnh bình thường và không thấy ốm đau gì cả. Bé là tập luyện môn này rất hăng say, tập liên tục được, cảm thấy không thấy mệt mỏi. Bé Trung Hiếu thì là trong quá trình tập luyện thì có theo dõi là thầy giáo dạy chỉ động tác, và là bé tiếp thu rất nhanh và là sửa sai rất nhanh ạ. Cháu tham gia chương trình siêu tài năng nhí để cho cháu có một cơ hội để phát triển hơn nữa về bộ môn cầu lông này. Con là Lương Trung Hiếu, siêu tài năng nhí. Rồi, bây giờ con gửi lời chào đến ba vị giám khảo của chúng ta nha. Chào ba cô chú kìa. Chào cả cô chú. Chào con. Dễ thương quá. Chào con. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi ạ. 5 tuổi hả? Thế con đang cầm cái gì đấy? Con đang cầm vợt. Thế con chơi môn này gọi tên là gì? Con chơi môn đánh cầu ạ. Đánh cầu à? Chú Thành cũng đánh cầu vòng hôm nay đi cầu nhất rồi nè con. Đánh cầu lông là đúng tủ của chú Thành rồi. Chú cũng đánh cầu đấy. Vừa đánh cầu xong là hôm nay là chú là đi cũng được nữa. Ui thế ạ. Con ạ, ủ chân đau chạy quá chân nào. Con chơi con có bị đau ở đâu không? Không ạ. Mình chơi chuyên nghiệp đúng không nào? Chơi giỏi đâu có đau đâu, thấy chưa? Mà 5 tuổi thì bắt đầu đánh là từ khi nào? Con là 6 tháng. 6 tháng là cầm một cái đánh rồi hả? Khoan xí, là 6 tháng trước hay là từ 6 tháng? Rối rối, nói vậy con nó rối. Dạ, 6 tháng trước, cháu chơi được 6 tháng rồi. Nhưng mà con cầm cây vợt như thế nào, con chỉ cho chú Thành cầm với. Cầm thế này để khi nào phi ạ, đánh. Khi nào con hành động con nhớ nói nha, để cô ném ra nha. Bây giờ thử đi, thử đánh một tí đi. Hay nhỉ. Ồ, thử nó đánh chắc quá ha. Đấy. Trời, đánh chắc lắm luôn á. Trước khi mà con tham gia thử thách thì mình đấu thử với lại giám khảo không nè. Có. Con muốn đấu với lại chú Thành không? Có. Có nhé. Anh,
Mạnh mẽ lên. Lo. Tại mình hay chụp hình á anh, mình hay check in ở phòng cầu lông quá đúng đó rồi, anh. Đúng rồi. Mình nhìn mình phải thể hiện chứ đi ạ. Em bậy rồi, anh check in chỗ cầu bông. Anh đi ngang cầu bông rồi em đẩy anh qua cầu lông. Ôi chú kêu cháu phát cầu rồi phải có người đón cầu của cháu chứ ạ. Yeah. Con đã thi đấu với ai chưa? Con hạng mấy? Hạng 2. Hạng 2 hả? Có mấy người thi? Nhiều lắm. Nhiều ạ. Ừ. Tưởng hạng 2 mà hai người thi. Vừa hai ngón tay tôi xỉu liền. Rồi, phát cầu đi. Bây giờ đấu luôn. Đây sẽ là cái ranh giới. Nếu mà cầu qua bên nào mà bên đó không đón được là coi như trừ một điểm. À, thua nha. Ai năm điểm trước thua nha. Xin mời. Wow. À, 1-0 rồi đó. Dạ, 1-0 rồi, dạ, đúng rồi đó anh. Là anh thua đó anh. Thôi, dạ. Out rồi. Out, 2-0. Ra ngoài không tính. Thôi được rồi, chứ lẽ giờ tôi già đầu, tôi ba mấy, tôi quýnh với đứa nít 5 tuổi mà thắng đó. Nếu mà vậy thì chắc là mời cô Miu lên đi. Đúng. Ủa vậy, em mang giày cao gót được không anh? Không, em mang giày cao gót, anh mới kêu em lên đó. Em ơi, em con gái, em con gái em ơi, chứ không phải cô. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Đó. Thôi. À, đánh ra ngoài là thua hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ quánh ra biển rồi sao ai nhỏ mà nào quánh được. Thôi thôi, coi như là con gái mà quánh dữ vậy, từ từ nè. Rồi tập trung lại nè. Đó, ừ. Thôi. Móc móc. Cái đó là thua đó. Đánh bình thường không đánh, đánh còn móc móc nữa. Đó. Đó, hay quá. Con móc ơi, đánh một cú mạnh. Đó, ê. Cái này là cú quyết định nha. Quyết định hết con. Từ từ, lấy bình tĩnh đã con. Áp lực. Cô áp lực rồi, vô rồi con. Oh yes. Oh no. Chết nha. Thôi cho em xin trái. Trời ơi. Cầu mà làm như mảng cầu, chỉ xin thêm trái. Tức dễ sợ. Hiếu ơi, lại đây con, lại đây nè. Bây giờ thì để thấy được những cái kỹ năng và biểu diễn của Hiếu nhiều hơn nữa, chúng ta đến với thử thách của chương trình nha. Con sẵn sàng chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên của bé Hiếu. Mỗi lon ở đây sẽ được tính là một điểm ạ. Và chúng ta đang có tổng một lần sắp như vậy sẽ là 15 lon. Và ở đây sẽ có người hỗ trợ là chị sẽ phát bóng ra cho bé Hiếu. Phát bóng qua rồi bé Hiếu sẽ dùng lực đánh. Pim! Rớt được bao nhiêu lon chúng ta sẽ tính bấy nhiêu điểm. Bây giờ một lần là bao nhiêu lon? Dạ 15 lon. 5 lần 50 đi cho rớt một lần nhiều nhất 5 lon còn sót lại. Đúng không? Một lần ngã nhiều nhất phải 10 lon. Em thấy hơi nhiều xíu không anh? 50 là nhiều gì nữa, được rồi. Con trai mình 50 được không con? Ủa? Được đúng không? 5 lần 50 lon là con thấy con làm được đúng không? Thấy chưa, cháu nó nghiêm chính là đàn ông mà. Cứ mà chịu trách nhiệm cho chuyện nó làm chứ. Đúng rồi. Thế 50 hơi nhiều anh Thành. Chị Hằng nghĩ mấy? Chắc tầm 40 thôi. 40 lần 1. 40 lần 1 à? Dạ chốt à. Chốt đơn. Ủa gì vậy? 40 lần 1. Tôi chưa tính ra luôn á. Thôi vì gương mặt đó cho nên thôi 40 trước đi. Có được không nha? Dạ vâng. Như vậy là chúng ta sẽ chốt đơn với lại cái phần đa điểm của chị Minh Hằng. Đó chính là 40 điểm. Trung Hiếu ơi, cố gắng lên nha. Và người hỗ trợ đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, cảm ơn chị. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng đến với thử thách của bé Hiếu. Xin mời. Hết 8 điểm rồi. Wow.
vậy là chúng ta đã phát xong cái cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm nha. Theo như thông tin từ vũ trụ đưa xuống, Hiếu đã đạt được số điểm là 42 lon à. Yeah. Vậy là vượt qua yêu cầu 2 lon luôn. Đã gửi tặng và khuyến mãi luôn. Chúc mừng cho Hiếu nha, con đã vượt qua được thử thách này rồi, lại đây nha. Mệt không? Không. Không mệt hả? Còn đánh được nữa không? Trời ơi, mồ hôi ướt nhẹp rồi nè. Cháu nó có thể quánh được tới sáng. Rồi, chúc mừng cho con nha. Con với thử thách đầu tiên á, con đã đạt được thành công và con đã vượt qua được thử thách rồi đó. Con đã lấy được về là 42 điểm. Rồi, chúc mừng con. Và chúng ta đã quay trở lại với lại thử thách tiếp theo của bé Hiếu. Hiếu ơi, con đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa? Lần này hơi khó hơn lần trước chút xíu á nha. Nhưng mà trước khi mà con thực hiện á, thì dĩ nhiên là phải mời ba vị giám khảo lên thử được cái độ khó và hiểu được cái thử thách như thế nào để mà ban giám khảo mới ra đề được, đúng không ạ? Nhìn theo cái sự setup của sân khấu thì mọi người cũng có thể thấy được chúng ta kết hợp hai bộ môn, đó chính là cầu lông và bóng rổ lại với nhau. Dạ. Cho cầu vào lỗ ha. Dạ đúng rồi. Cầu lông rổ. Và bây giờ thì chúng ta hãy mời ba vị giám khảo lên để trải nghiệm thử cái thử thách lần này được không ạ? Hello con trai. Tôi đang cần biết khả năng thể thao của nghệ sĩ Minh Hằng à. Nghệ sĩ Miu Lê thì hồi nãy có đấu với cháu rồi. Ít nhiều gì tôi cũng thấy là cô ta có một sự đáp ứng vừa phải với thể thao. Thì không biết là nghệ sĩ Minh Hằng ngoài những giờ tập gym ra thì có chơi những bộ môn thể thao đối kháng hay không? Em có chơi bộ môn thể thao đối kháng. Đó là bộ môn gây lộn. Ừ, cái đó xuống calo dữ lắm em. Khó nha, không có dễ nha mọi người. Dễ dầu gì. Thấy phá cầu là tôi biết rồi. Cật lắm. Ê, không có dễ nha. Cật lắm luôn, cầm cái vợt là thấy cật rồi. Hey, chúng camera. Chọi chúng camera luôn. Trái cuối nè. Quánh rớt cái máy nữa. Ừ. Nghệ sĩ Miu Lê, tôi cho cô 5 trái. Vô được 1 trái đãi cô ăn. Dạ. Yeah. Em ơi, mình quánh cầu chứ mình quánh lộn em. Mình làm cái thế dữ vậy. Cuối cùng. Khó quá, khó cùng nha. Khó nhai, khó nhai anh. Đúng chị. Rồi, chị nói khó à. Dạ, khó quá. Ôi, thấy chưa? Nào. Khó. Nghệ sĩ Trấn Thành. Ủa? Ở anh dựng cái gì? Khoan, anh nói là anh dựng cái gì trước đi à. Dạ, trái cuối cùng. Ai? Cho em thử với. Khó đúng không? Khó đây, không giỡn đâu. Quýnh kiểu này không bao giờ vô đâu, quýnh như kiểu đập nhanh mới vô được. Ba Lê một Quỳnh thua. Dạ. Yeah. Tuyệt vời. Ba nhà họ Lê và một nhà họ Quỳnh đã thua. Cháu họ gì? Họ Lương ạ. À. Tên đầy đủ của con là gì? Con là Lương Trung Hiếu. Lương Trung Hiếu. Được chưa ạ? À? Dạ. Yeah. Con trai, nãy giờ là cô chú đã quýnh thua hết rồi. Con hãy cố gắng con làm được để cô chú nở mày nở mặt nhé. Ok, chúng ta nên về thôi. Trời ơi. Về vị trí đi ạ. À. Dạ, sau khi thử độ khó rồi thì ban giám khảo của chúng ta đã cảm nhận như thế nào về thử thách lần này ạ? À? Bây giờ cháu nó quánh 30 trái cầu vào lưới 10 trái được không? Quá nhiều anh. Hồi nãy mình 40 trái không vô trái nào hết á. Quá nhiều anh ơi. 40 trái quá nhiều anh ơi. Nhiều. Nãy mình không vô trái nào kìa. Mình không vô một trái. Tôi thấy là quánh được 1/3 đề bài là ngon. 30 trái là quánh được vô 10 trái. Theo tôi đó là một con số hợp lý. Còn hai nhà đầu tư bên cạnh cắt sát thế như thế nào? Mình thấy hơi khó, xác suất hơi cao. 30 mà là 10 nó có nghĩa là tới
1/3 hơi khó. Dạ. Tại hồi nãy 40 trái không bây vô. Bây giờ mà quýnh mà dưới 30% nữa thì giống như là sell off quá. Thì có vẻ mặt hàng không có giá trị lắm đúng không ạ? Tính ra phải được 30%. Với cái sự thuyết phục như thế này thì chắc là hai người bên cạnh chứ cũng không dám trả giá thấp hơn đâu. Rồi, okay. Thôi mình sẽ một phần là tin tưởng vào Hiếu. Để cho Hiếu sẽ thực hiện đề bài lần này nha. Hiếu ơi, nãy giờ con trai nó không thèm quan tâm kiểu mà nó không lo âu, nó không lo nghĩ, trong khi hai cô bạc đầu nó đi nó múa nó không quan tâm. Dạ con em giờ chỉ đợi được đánh thôi chứ nhìn nôn lắm rồi. Nãy em lên em nói gì với nó vậy? Em hỏi là con có bao giờ tập này thử chưa, kêu dạ con chưa, xong kêu là cái này có khó không, xong dạ không. À dễ thương vậy đó hả? Tên lắm, chân thật quá ha. Kêu là bình thường đi đánh với ba. À đánh với ba hả? Rồi bây giờ con ơi, bây giờ là con sẽ thực hiện thử thách này nha. Con sẽ đánh cho cầu lông này nè, bay qua cái lưới kia rớt vô cái lỗ, được không? Nhắm được không? Khó à. Hồi nãy cô chú làm một cái cơn mưa cầu lông luôn, không vô một trái nào. Con vô không? Vô nha. Trời, tự tin vàng cái. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo của bé Hiếu. Hiếu ơi, cố gắng lên. Bắt đầu. Ui. Ui. Vào rồi. Vào luôn. Hai điểm rồi, tiếp tục đi. Cảm ơn ba thấy ghét quá. Ừ, mến vô rồi con. Cố lên, tập trung lên con. Yeah. Và như vậy là chúng ta đã cùng vượt qua những thử thách rồi. Hiếu làm rất là tốt, chúc mừng con. Chúc mừng nha. Và vừa rồi với lại cái đề bài mà bên giám khảo đưa ra, đó chính là 30 lượt đánh với đạt được số điểm là 10 điểm. Con em đã làm hoàn thành gọi là vừa đúng chỉ tiêu luôn, 10 điểm. Chúc mừng Hiếu nha. Mệt không con? Mỏi tay không? Không nha. Bây giờ cho thêm thử thách đánh thêm 200-300 trái đánh không? Sẵn sàng đủ rồi nha. Dài. Thế thì ngày hôm nay bé Hiếu 5 tuổi thôi đã chinh phục được ban giám khảo chúng ta ngày hôm nay chưa ạ? À? Không biết cảm giác của Miu thì sao? Chắc chắn là chinh phục được rồi, tại vì ngoài cái chuyện đánh cầu vào giỏi á, thì là Miu cực kỳ ấn tượng về cái độ lễ phép và cái sự dễ thương của bé. Nói chuyện lễ phép lắm. Hồi nãy cái lúc mà mọi người lên đánh thử á, Miu ngồi nói chuyện bạn luôn. Mê. Chưa gì là kiếm in tư của bé rồi hả? À chưa kiếm, chỉ là trao đổi một tí thông tin thôi. Nên xin in tư con người ta rồi. Là bé rất là năng lượng và dễ thương, vui lắm, lên sân khấu như vui. Ý hồi nãy mặc vậy nè, hồi nãy mặc vậy nè. Dễ thương lắm. À, còn cô Hằng thấy Hiếu hôm nay sao ạ? Thực ra là đã được trái tim của tất cả mọi người rồi đó. Tại vì em bé quá đáng yêu, quá dễ thương. Ba mẹ đã tạo cho bé một cái nền tảng rất là vững chắc để cho bé học từ những căn bản rất là nhỏ. Nên là cái bộ của bé đánh rất là đẹp. Dạ, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn Miu. Và bây giờ xin mời giám khảo Chính Thành ạ. Chú Thành rất là thích con, bởi vì con rất là đẹp trai. Ừ, con cười rất là dễ thương, rất là giống chú Thành. Chú Thành, và... đừng có như vậy nữa. À, chú Thành nãy giờ tự khen chú Thành hoài luôn á. Chú không cản được điều đó. Và con cũng đánh môn cầu lông giống cái môn mà chú đang thích. Tại vì chú là một người rất ít chơi thể thao. Nữa hả? Liên quan tới chú hả? Dạ, nhưng mà cầu lông là một trong những bộ môn hiếm hoi mà
chú chơi mà con đánh chú cảm thấy rất là vui. Và quan trọng hơn hết là con cực kỳ đáng yêu và lễ phép như cô Miu Lê nói, rất là dễ thương. Và chú tin rằng là cứ như vậy thì trong tương lai con sẽ là một tay vợt rất là ngầu, rất là xịn nha. Cảm ơn con đã đến với chương trình. Cảm ơn cô chú, con sẽ cố gắng tập. Bây giờ con có ước mơ cho tương lai chưa? Ước mơ tương lai con muốn làm gì nè? Con muốn đánh cầu. À, muốn đánh cầu hả? Con muốn thành vận động viên chuyên nghiệp đúng không? Thật là giỏi đúng không? Thưa thầy con. Hả? Thầy con. Giống thầy của con á. Ừ, thấy cố gắng nha. À, hy vọng là trong tương lai là Hiếu sẽ tập luyện thật là giỏi nè, vâng lời cha mẹ nhá, nghe lời của thầy nữa để trở thành một người đánh cầu lông siêu cấp nha. Rồi bây giờ xin mời quà đến từ Heo Cao Bồi nha. Ngày hôm nay Lương Trung Hiếu của chúng ta đã thành công vượt qua thử thách của chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Và kính thưa quý vị khán giả, hy vọng là quý vị khán giả sẽ yêu thích và ủng hộ cho bé Lương Trung Hiếu để bé có cơ hội được bước tiếp vào vòng Super 10, vòng 10 siêu tài năng của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta cùng chào tạm biệt và đến với siêu tài năng nhí tiếp theo nào. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với siêu tài năng nhí. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với siêu tài năng nhí tiếp theo nha. Và đây sẽ là một sự xuất hiện rất là đông vui. Chúng ta hãy cùng đến với Shock Band. Rock nói cho em một người cảm hứng, giống như là mỗi buổi sáng dậy mình hơi hỏi, mình bật nhạc rock lên thì nó có thể là tạo một cái năng lượng cho nguyên một ngày. Có lúc mà tập thì ít nói chuyện với nhau mà chỉ tập trung vào cái bài và vô cái phần của mình. Đầu tiên thì nó tập tâm mây mò thế, sau rồi cũng có mấy người bạn là dạy đang cái dạy tổng thì để dạy cho tụi nhỏ. Thời gian học thì cũng không phải nhiều lắm, đương nhiên nếu mà để giỏi được thì cũng phải là mất thời gian. Các con đi tham gia để rèn luyện bản thân để cho tự tin thể hiện được cái bản lĩnh của, với lại cũng là một cái nơi để học hỏi. Cảm ơn Heo Cao Bồi nha. Xin chào các con. Chào cô. À, các con hãy giới thiệu về bản thân mình được không nào? Con là Quảng Trọng Khải, là một thành viên trong Shock Band. Thì con có vai trò là đánh trống trong đội. Con tên là Trần Hoàng Hiển Minh. Con giữ vai trò trong band là đánh guitar và hát. Guitar. Chào bạn. Dạ cô chú. Con tên là Trần Hoàng Hiển Minh. Con giữ vai trò là đánh bass trong band. Con trình diễn ở đâu chưa? Dạ rồi. À, các xe đầu tiên của con kiếm là bao nhiêu? 3 triệu. Ôi, 3 triệu luôn á anh. 3 triệu. Mỗi em 1 triệu. Mấy đứa nhỏ giờ này nó khởi nghiệp sớm quá. Wow. Chi phí quần áo nữa chơi là chắc độ 600-700. Ờ không, ủa Miu, các em nhỏ đâu có stylist riêng mà 700 một bộ, dữ vậy Miu? Xem dữ vậy Miu. Không, em nói chi phí quần áo các thứ xong thì mỗi bạn còn lại tầm 700. Không, quần áo cha mẹ nó mua sẵn nhà. Không có tốn luôn, 3 triệu đó là bỏ riêng luôn đó. Rồi thì không biết là nhóm của mình á là từ cơ duyên nào mà tụi con kết hợp lại được với nhau? Đầu tiên là con học trống trong một cái buổi học, cái xong là con gặp được chị Minh. Dạ đúng rồi, chị Minh. Thì bắt đầu làm quen với nhau, chơi thân với nhau. Xong rồi ba chị Minh mới mời con tới cái ban nhạc này và làm thành lập nhóm. Rồi, chắc là bây giờ tụi con biểu diễn thử nhẹ nhẹ có được không nha? Dạ ok. Vâng. Oh,
thành ấn tượng clip đàn của con hơn là cách con hát. Khi con đàn con rất là nghệ sĩ và con máu lửa vô cùng, mà chú thấy cái tinh thần của con rất là sôi nổi. Bạn quánh trống cực kỳ chắc nhịp nha, tay chân ngon lành. Gõ cái nào ra cái nấy, hủ tiếu gõ gõ không lợi con đâu, chú bảo đảm con luôn. Quánh chất lượng, quánh đùng 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 chất lượng. Còn bé gái nha, bình tĩnh như cung đàn vậy đó. Đơn giản ai làm gì là cái nền của nhóm cho nên rất là khen. Đúng là chị cả có khác, bình tĩnh ai làm gì ba móc like băng 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 băng. Xuất sắc, vỗ tay. Còn không biết là cảm giác của chị Minh Hằng như thế nào ạ? Chị thì cũng như anh Thành đó, là thấy là bạn Trống giống như là mình là một người thủ lĩnh của nhóm luôn á, rất là chắc. Và các bạn trẻ khi mà đứng ở trên lớp mà giới thiệu thì rất là ngại ngùng, rất là e dè. Nhưng mà khi bắt đầu đứng vào vị trí của mình thì lại là một con người hoàn toàn khác. Và đặc biệt là bé trai nhỏ tuổi nhất 7 tuổi, khi mà thấy anh Thành ở dưới đây là gật gù là bắt đầu là nhìn phản ứng của anh Thành máu hơn. Nhưng riêng anh Thành là máu lửa nhất nên là bé nhìn anh Thành để mà đánh. Và cũng nghệ như sĩ. Đó, nghệ sĩ, rất là nghệ sĩ. Tại vì thường nghệ sĩ người ta lên sân khấu á, người ta phải rất là bản lĩnh, người ta mới dám nhìn thẳng vào khán giả và feel cùng cái cảm giác của khán giả ở dưới và đánh. Thì bạn nhỏ tuổi nhất đang làm được chuyện đó. Em không biết là vị trí chỗ ngồi của chị Hằng với anh Thành có thấy được bạn đánh trống rõ không? Không, thấy cái trống thôi chứ dạ không đúng. Thấy bạn em ngồi trống. Ở góc này thì em thấy rất rõ, thần thái kinh khủng khiếp luôn. Là mình bị nổi da gà vì các bạn, quá khủng khiếp. Tại vì hồi bằng tuổi các bạn mình chỉ biết ăn và ngủ thôi. Đúng. Mình rất ngưỡng mộ các bạn, rất ngưỡng mộ. Nói về tài năng thì chắc chắn là ba vị giám khảo ở đây đều đã cảm nhận được cái tài năng và cái sự nghiêm túc của Shock Band rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào thử thách. Và cái thử thách đầu tiên của tụi con sẽ thiên về cái sự nhanh nhạy, cái sự nhạy bén. Bây giờ chương trình sẽ đưa ra một cái đề bài, đó là một đoạn phim ngắn. Thì bằng những cái nhạc cụ ở đây tụi con sẽ tạo ra âm nhạc đúng với tình huống như cái đoạn phim đó, được không nào? Và phải tạo cho người xem có một cái cảm giác là nó liên quan tới nhau nha. Rồi bây giờ con hãy ngước lên nhìn màn hình đi. Các con sẽ thấy chúng ta có hai đề bài. Các con muốn chọn đề bài nào nào? Tom và Jerry luôn. Chọn Tom and Jerry liền luôn. Như vậy thì chúng ta hãy cùng đến với trích đoạn Tom and Jerry cùng với phần lồng tiếng của Shock Band ạ. Dễ thương. Chúng ta hãy cùng xem sơ qua một lần trích đoạn mà chương trình đã chuẩn bị ạ. Xin mời. Cái chế đoạn vừa rồi là mình thấy là có rất là nhiều âm thanh, nhạc cụ và hành động. Miu ơi, mình làm thử một vài hành động nồng tiếng hay cái... Trời, cái này phải hỏi chị Hằng chứ, chị Hằng là kỳ cựu, sao là không phải anh Thành. Ở đây là Miu Lê là quạt quả nhất rồi con. Đó, nó cười tao cũng thấy quạt quả chứ. Để mà chút xíu thôi chứ không... Chứ ơi. Thí dụ mấy cái hành động của các bạn Tom and Jerry nè. Cứ mà chạy nhanh kiểu vậy, để nhớ những cái âm thanh khác mà. Ra đó. Thì là, nhưng mà ý là... Nhưng mà văng. Ừ. Anh ra né, đó. Anh né đi. Nhưng mà cũng có ra nhiều thứ. Em xin lỗi. Mà ở đây chúng ta chỉ thấy, chúng ta chỉ có ba nhạc cụ thôi. Là bass nè, guitar, trống và nhiều khi tụi em sẽ dùng cái vocal. Thật ra là nhạc ở trong Tom Jerry á là người ta làm nhạc vàng đó, một cái vàng giao hưởng lớn.
Để nhiều nhạc cụ lắm mới ra đó. Ủa anh, vậy thí dụ như cái piano thì sao ta? Thì dạ, các bạn phải xử lý trên cái đó. À phải, bạn phải làm bằng miệng thêm nữa. Thì cái đó là đề bài của các con, có khó quá không? Không, lắc đầu kìa. À, bây giờ mình cứ xem cái đoạn này chung. Ngoài những cái âm thanh chính mà các em làm được á, còn những cái âm thanh của nhân vật ba giám khảo có thể hỗ trợ được các con, thì mình sẽ vào liền. Mỗi người cái đi. Em là con mèo à? Em là con chuột. Em là con mèo nè. Đã có con chó mà bị ăn cái nguyên cái mâm cơm đó. Ủa, chó đi, chó lắm. Rồi, ở đây mọi người đã sẵn sàng hỗ trợ tụi con luôn. Cho nên hãy cố gắng hết mình nha, vượt qua thử thách lần này nha. Và bây giờ, phần vượt thử thách của tụi con bắt đầu. Trời ơi, em nghịch. Bạn ơi, có tiệc, có tiệc. Nhìn cái con mèo màu đen em tưởng lộn là con chó. Ôi. Em cứ ngồi, Miu cứ ngồi đợi. Nãy giờ Miu ngồi đợi gì nè anh? Ngồi đợi con chó xuất hiện. Em chỉ, em kiểu cảm giác em chỉ rình nó xuất hiện cái là em gấu liền. Mà cái đoạn hồi nãy á, mọi người có công nhận lúc mà không có âm thanh á, mình xem cái đoạn video nó rất là dài, kiểu nó không có sự thu hút, nó không có sự gọi là để cho mình để tâm tới, cho nên mình thấy rất là dài. Nhưng mà từ khi mà các con đã lồng âm thanh vào bằng những cái nhạc cụ của mình là mình thấy nó sôi động hơn hẳn, đúng không ạ? Không biết Miu cảm thấy như thế nào sau cái phần vượt thử thách vừa rồi của Sóc Ben ạ? Miu chỉ thắc mắc là các bạn ghi nhớ bằng kiểu gì mà chỉ xem một lần thôi mà những cái dằn trống rồi những cái dằn các bạn làm smooth quá vậy? Cho Miu xin bí kíp được không? Anh nghĩ là đoán được cái nhịp á. Dạ. Tại vì thường một cái chuỗi hành động nó sẽ là bằng, nó sẽ có cái nhịp, nó có cái khuôn của một cái chuỗi hành động. Dạ, nhưng mà tại cái mình bắt chước nhảy gì đó, mình cũng đâu cần tập đâu, nhưng mà mình nhá theo vẫn được. Chị Hằng thì thấy sao ạ? Chị thấy là rất là khớp, nhưng mà chị nghĩ là nếu như mà có sound effect của mấy cái tiếng này kia, chị nghĩ sẽ còn thu hút hơn nữa. Rất là thông minh, sáng tạo và khớp nhịp. Nói chung là lúc đầu thì sẽ không biết là mọi người sẽ làm bằng cách nào, nhưng mà khi tụi con làm xong thì thấy là wow, nó có cái thú vị riêng của nó. Nó ra một cái màu khác so với những gì mà mình tưởng tượng ở cái phiên bản gốc luôn. Nha, thú vị, thông minh. Chúc mừng các con. Thì các con đã nhận được những cái lời nhận xét rất là tốt đến từ ban giám khảo của chúng ta. Vừa rồi cũng chỉ là một cái thử thách nhỏ nhỏ. Bây giờ sẽ quay về cái sở trường của tụi con là âm nhạc.
Thì ở đây chúng ta có 3 vị giám khảo. Mọi người có thể gọi là ngẫu hứng bất kỳ một bài hát gì để cho các con có thể follow theo cái tông giọng, cái vocal của giám khảo. Bây giờ vậy nè, bây giờ chú thử thách con nha. Chú sẽ hát nhiều tông khác nhau, coi tụi con có lấy tông được không nha. Chú sẽ hát 2 câu thôi là con phải tím mới được cái tông. Rồi. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Trời ơi, nó lấy đúng liền luôn, ghê không. Bây giờ chú sẽ làm tông khác. Nghe nha. Em ơi có bao nhiêu. Đúng luôn. Rồi tông khác. Em ơi có bao nhiêu. Đúng. Đúng luôn. Tông khác. Bình Hằng cho cái tông đi. Anh ơi có bao nhiêu. Rồi móc. Đúng rồi. Miu Lê cho cái tông coi. Anh ơi có bao nhiêu. Anh ơi có bao nhiêu. Anh ơi có bao nhiêu. 60 năm cuộc đời. Xuống thấp quá anh ơi. Xuống tự mình cái bài này là bài 60 năm cuộc đời. Chứ không phải người về từ lòng đất mà đẩy vô lòng đất. Thấy không? Rồi quốc luôn này. Em ơi có bao nhiêu. 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sẽ vươn cao vời vợi. 20 năm cuối là bao. Đó là thế. Khi đời sống không là bao. Đó là bao. Đời không lâu là thế. Đó là bao năm. Hãy sống mà yêu nhau. Rồi, được rồi, giỏi. 60 năm cuộc đời. Bây giờ là theo phim ảnh cũng được, mà theo tông âm nhạc các thứ là phục vụ ca sĩ văn nghệ là được hết. Bây giờ mình có một cái gọi là tiểu phẩm ngắn trên sân khấu. Trời ơi, trời ơi. Được không ạ? À? Một cái hoạt cảnh. MC à, MC dạ, ơi. Thì bây giờ mình có cái gì là mình đưa ra cho các con mình làm hết, mình hỗ trợ hết mình để mình thử cái sự nhạy bén của các con. Bây giờ phim nhiều khi các con coi cái tập này rồi, còn bài hát thì nó quá quen thuộc rồi. Bây giờ một cái hoạt cảnh nhỏ ngắn của ba vị giám khảo trên sân khấu. Em sẵn sàng hỗ trợ làm một cái nhân vật như hòn đá chẳng hạn, hay là ghế bàn gì cũng được. Bây giờ nha, chú Phân Giai nha, bây giờ cô Minh Hằng là cô chủ, cô Miu Lê là cô giúp việc. Đây là một em bé cún cái được gia đình mang về cưu mang nuôi dưỡng, và chú Thành sẽ là mẹ của bà chủ. Miu. Dạ. Sao sáng sớm không có dọn dẹp nhà cửa làm gì vậy? Dạ con đang dọn cô ạ. Dọn gì? Tao ra tao thấy mày đang bắt dê chó. Con chó nó còn sạch hơn tao nữa kìa. Dạ tại nó hôi quá nên con phải bắt. Dạ không cô. Dạ cô muốn con làm gì cô? Dọn dẹp nhà cửa đi, nhà cửa sạch sẽ là tự nhiên chó nó không có dê à. Mẹ, sao nay quay nhà con mà không báo trước? Thằng ơi, con biết gì không? Chưa nói sao biết mẹ. Con mèo. Ê, con mèo này ăn cắp tiền của mẹ. Mẹ ở nhà nào mà nó ăn cắp tiền của mẹ? Hôm tuần trước mẹ qua chơi à. Về bà mất cái bóp. Con thấy không, con chó mà nó còn hử được mùi gian của con này. Đi ra đây.
xử nó. Ủa mẹ đi đâu vậy? Đứng em. Ngươi hãy trình bày tại sao ngươi lấy cái túi cho ta về mất cái bóp tiền. Âm nhạc buồn bã trình bày bắt đầu. Dạ thưa bác. Buồn bã con buồn bã. Con thích nó chưa có biết buồn anh ơi. Nó là bolero luôn anh. Dạ thưa bác, con xin bác xuất camera giúp con để chứng minh là con đã ăn cắp của bác. Ê, nhà tao không có camera. Đúng, nhà nghèo mà camera. Không, nhà không nghèo. Nhà nghèo mà không có nhà không nghèo, không có camera, có kem caramel, có gạo không. Bác ơi, cho con hỏi là trong bóp bút bác nói con ăn cắp là bao nhiêu tiền ạ? Thường ra đường là để sợ người ta lấy đó con. Mà để khoảng 16 triệu thôi. Thôi con thấy mặt bác ác lắm. Nó chữ mẹ ác. Con thấy trong một vở kịch này thì bác là vai phản diện rồi. Các con nghe là bây giờ coi như là vở kịch này là chưa tới hồi kết nha. Các cháu là quánh nhạc hồi hộp, đồ chấn động là hay lắm nha. Nhưng mà nhạc êm ái là chưa. Chưa buồn được. Chưa buồn được. Cuộc sống hạnh phúc quá mà. Hồi nãy kêu nhạc buồn đi con, cái từ style nhạc rock đánh bolero luôn anh. Cảm ơn ba vị giám khảo chúng ta rất rất là nhiệt tình để hỗ trợ cho cái phần thử thách lần này ạ. Như vậy là sau ba thử thách vừa rồi á, chúng ta cũng có thể thấy được là các em có thể hoàn thành gần như là hai thử thách rưỡi đi. Tại vì cái hoàn cảnh phía cuối á, nó quá là cần đòi hỏi cái sự nhạy bén, gọi là quen sân khấu, và quan trọng hơn hết là các em cũng không có đủ nhạc cụ để có thể đúng tạo rồi ra được cái tình huống cho phù hợp đúng không ạ? Nói nào ngay là do tụi con chưa có đủ nhạc cụ thôi, chứ thật ra là cảm nhạc là có. Top fan của mình là những chàng trai cũng như là cô gái rất là có máu nghệ sĩ. Và chị tin chắc là nếu như các bé mà có nhiều cái sự cọ sát hơn thì chắc chắn là sẽ có một cái tương lai cũng như là sẽ có một cái nền tảng vững chắc hơn trong âm nhạc. Vâng ạ, à, cảm ơn chị Hằng. Nếu mà để khen thì là quá nhiều những lời khen, nên là thôi các bạn amazing. Ủa vậy hả? Amazing cũng là khen đó nha, mà nó khác ngôn ngữ thôi á Miu. Ừ. Các bạn tuyệt vời, các bạn kinh khủng khiếp các bạn. Yeah. Nói chung là ở tuổi này đánh như vậy là giỏi rồi. Chú rất là thích cái cách tụi con chơi đàn. Tại vì cái cách tụi con chơi nó rất là nghệ sĩ. Từ bạn đánh trống đến bạn đánh bass hay là bạn đánh guitar, tụi con đều rất là giỏi, thật sự luôn. Và với cái cách này á, khi tụi con chơi nhiều, nó là kinh nghiệm của tụi con, thì chắc chắn tụi con sẽ là một ban nhạc giỏi trong tương lai. Và chú hy vọng là khi mà tụi con thành danh, tụi con đánh được ở một sân khấu lớn, thì lúc đó chú vẫn còn làm MC để giới thiệu tụi con. Yeah. Hôm nay cũng cảm ơn tụi con đã đến với Siêu Tài Năng Nhí. Mà ở đây chúng ta chỉ mới là vòng ngoài thôi. Tụi con sẽ còn chờ đợi cái sự yêu thích và ủng hộ của các quý khán giả để xem chúng ta có được vào top 10 để trở thành Super 10 của chương trình không nha. Cho nên trong khoảng thời gian đó hãy tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, là tập luyện thật là nhiều. Và quan trọng hơn hết là con mọi người nhớ bàn bạc lựa chọn những bài hát phù hợp với lại độ tuổi của mình, với lại chất giọng của mình nha. Rồi, cảm ơn Shop Band rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những món quà nha, xin mời ạ. Và đây, phần quà đến từ chương trình dành cho các bé, có những cái phần lắp ráp nữa nha. Và bây giờ thì chúc mừng cho Shop Band, và chúng ta hãy cùng đến với lại Siêu Tài Năng Nhí tiếp theo ạ. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Siêu Tài Năng Nhí, và chúng ta sẽ cùng đến với lại tài năng nhí cuối cùng của tập ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chào đón bé Nguyễn Chu Minh Đức. Xin mời em. Xin chào, rồi. Con chào cô Miu Lê, con chào chủ trưởng Thanh, cô Minh Hằng và con chào cô Miu Lê ạ. À, chào con. Chào con. Xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Chu Minh Đức, con đến từ Nghệ An. Con rất yêu thích bộ môn vẽ.
con đã học vẽ được 4 năm. Họa sĩ con yêu thích nhất là Van Gogh. Con có rất nhiều thể loại tranh yêu thích như là tranh chân dung, tranh phong cảnh. Và mỗi cuối tuần thì con thường ra công viên để vẽ tranh. Ước mơ sau này của con thì có rất nhiều, như là trở thành một họa sĩ, một nhà thiết kế phim. Cháu nó là một người mà có yêu vẽ từ khi còn bé. Ở quê thì không có những người giáo viên mà giỏi để mà kèm cặp với cháu, nên chủ yếu là cháu nó tự học và cũng được đào tạo bài bản giống như các bạn ở thành phố. Mình với chương trình Siêu Tài Năng Nhí lần này là để lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật của mình đến với mọi người. Mọi người hãy ủng hộ con nhé. Dạ, con có các món quà muốn tặng cho các cô chú. À vậy hả? Ồ, Gil cảm ơn. À, cô cũng có phần hả? Cảm ơn con. Chú dạ, đẹp chưa? Dạ, của cô Miu Lê thì chương trình bảo cho con tế quả nên con chưa chuẩn bị kịp. Không sao, không sao. Đây là của cô Harry Potter. Tí nữa là cô Miu Lê sẽ được vẽ ngay tại trên sân khấu này. Thằng bé nó tinh tế là tặng chú thành cô Harry. Của chú đâu? Dạ, cô chưa có. Em đừng buồn, em không phải là người duy nhất. Chú là thay mặt cho cô Harry là cảm ơn con là vẻ rất là... Cô hôn ấy, mặt rất là đẹp và sáng ấy. Ừ. Em cũng được một tấm à. Đâu, cô Kiều Lê đẹp không? Dạ đẹp. Em luôn đẹp, đẹp từ trong tranh ra. Minh Hằng vẽ cái mặt này giống như quay beauty vậy ha. Chị Hằng thấy với tấm vẽ này với là so với hình thật thì chị cảm thấy như thế nào ạ? À, nếu mà giờ chị khen hình thật đẹp hơn thì nó cũng hơi kỳ. Không, nhưng riêng bên này thì hình bên này đẹp hơn ngoài đời thật. Con ơi, vì sao mà hai người này là về một bút chì, còn cô Kiều Lê là về bằng bút mực? Dạ, có một đổi cho nó khác ạ. Đổi cho nó phong phú anh ạ, cho nó ấn tượng. Cháu nó thấy em là tâm hồn nó tối tối, cho nên lấy bút mực nó dễ đậm hơn, em hiểu không? Hai người phụ nữ này sáng hơn. Anh nói sao chứ, mặt em được đánh sáng trưng luôn nè. Cái mà con thích vẽ nhiều nhất? Dạ, con thích nhất là vẽ chân dung ạ. Chân dung, chú cũng cảm giác như vậy, chú thấy con vẽ chân dung rất là có hồn. Cái ánh mắt của cái người mà con vẽ rất là sâu. Có nghĩa là một cái bức chân dung nhiều người họ vẽ cái mắt đôi khi nó bị dại. Mà công nhận vẽ Harry đẹp thật. Dạ. Rồi trong tất cả những cái này thì theo con cái gì là cái con muốn chinh phục nhất? Dạ là vẽ chân dung ạ. Còn bây giờ thì ở trên sân khấu của Siêu Tài Năng Nhí, con sẽ vượt qua những cái thử thách để thể hiện thêm về cái độ nhạy bén của mình và cái khả năng của mình trong nghệ thuật ha. Nãy giờ em nhìn chị Hằng mà em nghĩ ra nè. Ủa tại sao? Trên người chị đang có rất nhiều cái chất liệu này. Kim tuyến. Đúng rồi. Oh. Nhìn phát là thấy liền đúng không? Kim tuyến, lấp lai lấp lánh, lấp lai lấp lánh. Bôi đó. Nhiều kim tuyến quá. Hèn gì nãy giờ anh chói mắt ngồi kế bên, nó sao cái gì mà dạ quan dữ vậy? Quay qua, ấy Minh Hằng. Dạ, thế thì bây giờ mình sẽ thử thách bé vẽ một bức tranh với chất liệu là kim tuyến, được dạ. Không ạ? Ồ. Nhá, con đã bao giờ trải nghiệm cái chất liệu đó chưa? Dạ, con chưa từng thử ạ. Chưa từng thử ha. Bây giờ lần đầu tiên trên sân khấu Siêu Tài Năng Nhí nha. Rồi, xin mời con. Chúng ta hãy cùng đến với thử thách của bé Minh Đức. Hết kim tuyến xuống xin chị Hằng miếng. Không, chị sắp hết rồi, chị lên chị xin bé nó miếng. Còn lý trên mắt là chị. Oh yeah. Và bây giờ thì con hãy làm mọi người bất ngờ nha. Rồi, xin mời con. It's a new day. Make a move, doing things a new way. A new way. Cause this is our world. Thế như sự quan sát của Gil ở đây thì bức tranh sau một thời gian bé cầm cùi vẽ thì nó vẫn là màu đen à. Chà, như vậy là chúng ta phải đợi tới những cái bất ngờ giây phút cuối cùng. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn khoảng 10 giây nữa thôi để kết thúc thời gian vẽ và thử thách của bé Minh Đức. Light it up, we can be a million stars.
you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world. Rồi. Hồi nãy giờ cháu nó làm cặm cụi, cô chú nãy giờ cũng dừng, rồi cũng ăn được miếng cơm tối. Rồi cô Miu cũng tí không? Cũng ngủ. Rồi cô tẩy trang xong rồi cô trang điểm lại. Cô Minh Hằng thì kẻ mắt 4 lần lại rồi. Hôm nay là thay 4 màu son. Nhưng mà chú thấy là cháu nó rất là tập trung nha. Dạ đúng rồi ạ. Nó làm bình tĩnh giống như là mấy người mà ta nướng gà mật ong á. Phết nhẹ nhàng như con đàn không biết là bên trong đó là cái gì thôi. Dạ thấy bé nãy giờ em đứng quan sát kỹ lắm anh. Em nhìn từng nét vẽ luôn. Thì sau khi mà bé kết thúc xong thì em vẫn thấy một màu đen thui ạ. Phải không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà nhìn bé có vẻ rất là vội vàng cho nên chúng ta hãy coi sớm. Lật ra coi. 3, 2, 1. We're gonna let them shine. Đây là thành quả từ nãy giờ. This is our place. Ủa là nó đen rồi. Bây giờ nè, chuẩn bị mua miếng nè. Nhưng mà cái chủ đề của chúng ta là kim tuyến thì kim tuyến đâu mình đất hả? This is our world. And this is our time. Trời ơi, hèn gì cháu nó chừa lại không vậy? Hãy nhìn đi anh chị ơi. Trời ơi, xuất sắc. Hợp với lại chú Thành quá kìa con. Tại chú Thành rất là thích cái gì mà gọi là lấp lánh, bling bling. Mà quan trọng là con mắt chú đâu? Đây, anh lại gần anh sẽ thấy nhiều khi do phản quang. Đây, con mắt rất rất là to à. Có không ạ? Xin máy quay cận và cảnh vào ạ. Nhìn mà mọi người nhận ra ngay Trấn Thành là thành công rồi. Dạ đúng rồi. Em nghĩ một phần là do cái keo nó bị chảy xuống á anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà mình thấy khi mà bé vẽ bằng keo nó hoàn toàn trong suốt. Nhưng mà trên một nền đen, nhưng mà bé đánh khối, bé chia khối rất là hợp lý. Đúng rồi, có chia khối cái mặt không có nọng lắm. Mặt được. Mà cái nụ cười nhếch mép quen thuộc. Dễ thương, cảm ơn con nha. Dễ thương quá, nhìn ra Trấn Thành liền bộ. Đúng, nhìn ra liền. Trời ơi. Cái kim tuyến nó lấp lánh cho nên chúng ta phải nhìn theo nhiều góc chút xíu để chúng ta thấy được cái độ sâu. Bé Minh Đức đã hoàn thành theo chủ đề cái thử thách mà cô chú đưa ra, đó chính là vẽ bằng kim tuyến. Thì không biết nhận xét của chị Minh Hằng như thế nào ạ? Mời chị. Chị không biết nhận xét như thế nào và cảm thấy mình hơi bị thua thiệt. Mình cũng thích kim tuyến mà. Chắc trừ điểm quá. Ừ, chắc trừ điểm. Tại sao cô đẹp vậy là dễ bằng chì? Không, nét cô vậy dễ bằng chì dễ. Còn nét chú vậy dễ bằng chì hơi khó đúng không con? Không bằng kim tuyến nhưng mặt cho nó dễ. Sao cô nâng cháu lên mà chà chú xuống vậy cô? Chú dễ chú bằng chì là hơi tốn chì. Hơi tốn chì. Trời đất ơi. Miu nói cái gì là lấy lại cái tình cảm anh em mình coi nãy giờ xích mít quá nè. Sao cái micro em nói mà em ăn luôn cái micro em chỉ ở trong cần cổ em vậy Miu? Nhưng mà tự nhiên cái keo nó chảy xuống. Cái gì? Dạ tự nhiên là càng để lâu cái keo nó càng chảy xuống con mắt bên trái một như ông chết vậy anh. Mắc cười quá. Cái nọng mình còn chảy xuống hồ gì keo. Theo thời gian cái gì nó cũng chảy cái xuống gì đó. Mà không chảy xuống. Dạ. Nhưng mà lúc đầu á ngồi cái chỗ vị trí của Miu nhìn là rất rõ là anh Thành luôn á. Đúng rồi. Không, cái này mình có thể thấy được là bé vẽ theo cái gọi là một cái trường phái thời gian á. Dạ. Để thêm xíu nữa đi là nó khác liền nữa, nó khác nữa. Mình qua nội dung khác đi Kiều ơi. Như vậy là với chủ đề là thử thách bằng kim tuyến, bé Minh Đức đã vượt qua. Dạ. Thành công. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo với lại lợi thế của Minh Đức hơn, đó chính là màu acrylic. Và chúng ta sẽ có những chủ đề khác nhau. Và động vật nè, chúng ta sẽ có về thiên nhiên và chúng ta sẽ có về con người. Động vật. Dạ. Thiên nhiên. Dạ con người. Dạ. Nhưng mà con người hồi nãy em thấy nó trùng. Con người hồi nãy là chúng ta đã vẽ rồi. Dạ. Chúng ta không cần thêm một con người nào nữa. Tại vì nếu mà vẽ thêm con người nữa chúng tôi đang sợ cái tình trạng là nó sẽ chảy xệ con mắt xuống. Không, nhưng bây giờ ok rồi nè em, giờ đẹp nhất rồi đó. Bây giờ tự nhiên biết sao, một thời gian sau tự nhiên tôi thấy là khi khô keo lại rồi á, con mắt anh nó kéo bô tóc lên lại rồi sao? Không, giờ bởi vì nét đẹp của anh là phải đẹp theo thời gian. Ờ. Đó. Chắc là hỏi hai giám khảo nữ là muốn cái gì ạ? Chị muốn động vật hay là cả... Chị là rất là thích hoa. Hoa thì hơi nhàm chán nhờ. Có cái gì khó hơn hoa không? Thì là phong cảnh hoa. Cô Minh Hằng muốn con vẽ phong cảnh được không?
Dạ được ạ. Con muốn vẽ gì vẽ, nhưng mà một cái phong cảnh nó thật đẹp nhá. Nên thơ. Để xem có chinh phục được cô Minh Hằng không. Đây sẽ là nơi để con sáng tạo và vẽ. Chúng tôi đã chuẩn bị một cái này để cho mọi người lên đây, mọi người thể vẽ sử dụng. Chú Thành hay vẽ lắm, nãy giờ luôn đó. Trong các bộ môn, vẽ là môn tôi xấu nhất. Ngày xưa thuở thiếu thời, khi tôi đi học tiểu học, tôi có vẽ một con trâu ra ngoài ruộng cày. Và cuối cùng đem về, mẹ tôi bảo bữa sáng bữa nay vẽ con chuột vậy con. Anh ơi, anh muốn một lần nữa mình làm lại, mình vẽ lại bức tranh đó. Hiện trường được không anh? Thôi bây giờ tôi với Minh Hằng với lại Miu Lê, mỗi người sẽ lên vẽ một khung. Dạ đúng rồi. Chủ đề động vật. Dạ. Rồi bây giờ con hãy tập trung vào cái phần phong cảnh của mình nha. Còn bên động vật thì để bên cô chú bên này lo. Dạ. Rồi, mời con. Con vẽ phong cảnh đi. Trời ơi, anh vẽ cái gì vậy anh Thành? Chị xích thì đeo cổ. Con sâu. Trời ơi, anh vẽ con sâu. Bên kia người ta rất là bình tâm phối màu một cách chuyên nghiệp, bên này thọc vẽ không biết bố cục là gì. Con mực ống, mực trứng. Ta vẽ vậy mà ra mực trứng, tức thiệt. Con cá, con tôm chiên bột. Không nhận anh hay á, anh vẽ mà mọi người không đoán được luôn á. Trời đất ơi, tôi vẽ như vậy mà nghĩ sao ra con cá, con này, con nọ thiệt chứ. Tức à. Vẫn chưa ra. Con tôm gì mà như chó lông xù này anh. Chưa chú ơi. Rồi và bây giờ chúng ta chỉ còn 5 giây nữa là sẽ kết thúc thử thách lần này. 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Hãy nhìn tác phẩm của Minh Đức đi ạ. Trời ơi, thiệt hả trời. Có thể cho những người già cao tuổi chúng tôi được nhìn tận mắt không? Anh hãy nhìn tận mắt bức tranh này đi rồi tới bức tranh sau. Wow. Thôi mình hủy luôn bức tranh sau được không? Hồi nãy mình thấy nó vẽ khều khều xong mình nhìn vô thiệt quá ha. Người ta khi mà vẽ là cái bảng màu phối là phải phối như này, phối rất là kỹ, phối rất là chi tiết. Đẹp quá. Dạ. Nó có cái độ sâu, cái độ phối làm hay quá. Cảm ơn con trai. Thưa quý vị, ruộng bậc thang. Phong cảnh rất là hùng vĩ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình có ruộng và bây giờ mình có thú vô nữa là tuyệt vời. Thực ra cái tài năng của bé là về vẽ, quan trọng hơn hết là trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Và để chứng minh được cái độ ngắn của thời gian đó và cái độ mà bé có thể tập trung phối màu và có thể tỉ mỉ được như vậy thì phải đem so sánh với lại 4 người thi đấu cùng bé trong một khoảng thời gian đó và đã vẽ một cái chủ đề khác, đó chính là động vật ạ. Xin mời các giám khảo lên và tự nhận xét về tác phẩm của mình. Con trai, con nghĩ thế nào về con tôm của chú? Con biết con nào là con tôm không? Dạ con này. Ừ đúng rồi. Dạ con hãy cho chú biết ý kiến của con về con tôm này. Nhìn như con kết ạ. Rồi nhìn như con dết. Con biết không, tôm của chú là dạng tôm sú loại mắt, cho nên là chúng tôi có những cái gân đỏ này ạ. Không, anh là tôm hùm. Tôm hùm hả? Ừ nhờ. Tại sao hai mắt tôi đen đậm để gì sao ạ? Nhìn rõ sự đời. Ok, xin mời cô Minh Hằng thuyết trình về con khủng long ạ. À, con nhìn ra con khủng long không? Dạ có. Khi mọi người nói về con khủng long thì nó rất là hung dữ, nhưng mình đã biến thấu con khủng long này rất là cute. Nhưng mà không biết là cái con khủng long này nó có gắn liền với ý nghĩa trong cuộc đời của chị không ạ? À? Không, tại chị cháu chị thích khủng long nên là chị phải tập vẽ khủng long. À, chị cháu mình thích thôi. Trong một chương trình truyền hình thì tôi cũng được đặt tên là khủng long, chắc Minh Hằng vẽ tặng tôi. À, đúng rồi. Vẽ cái bụng như vậy là quá đúng rồi đúng không anh ha? Chính xác hả? Con thấy con khủng long đẹp không? Dạ đẹp ạ. Giữa con khủng long với con tôm con thích con nào? À, con khủng long đẹp hơn. Trời ơi, con qua con thứ ba đi. Anh ơi, con nít nó không biết nói xạo đâu. Chính vì không biết nói xạo mình mới qua con thứ ba đó. Dạ, đây là một bức tranh mang tính nhân văn và trừu tượng. Thì ban đầu
Miu tính vẽ là con cuốn chiếu, mà sau đó nhìn lại thì là cái nhang đốt mũi. Ừ đúng, chính xác. Đó, mình muốn nghĩ sao thì nó là vậy. Nhưng mà em thấy nó vẫn còn thẩm mỹ hơn ở con ở dưới. Thưa quý vị, và chúng ta hãy nghiêng mắt, chúng ta hãy ngó xéo nhẹ về phía khu vực cánh phải dưới. Chúng ta sẽ thấy những sinh vật lúc nhúc. Tôi không biết đây là con gì ạ. Minh Đức, con nhìn con có đoán được con gì không con? Con gì ạ? Chỉ có những người họa sĩ tài năng mới có thể hiểu được nhau thôi. Con gì? Cảm ơn con. Tôi nhìn vẫn ra con chuột ạ. Miu có thấy giống con dạ chuột không? Dạ đúng. Cất đi anh, cất cái này đi. Thôi ạ, mình đừng nhìn vào cái bức tranh của em nữa ạ. Thưa quý vị, hãy so sánh. Cảm ơn con trai. Nhờ tụi mình thì khán giả thấy rõ ràng là một cái sự trình độ chênh lệch rõ ràng như thế nào giữa chúng ta và em đó. Trong cái khoảng thời gian ngắn nhất định thì chúng ta sẽ có những cái áp lực về thời gian nè, rồi chủ đề đưa ra rất là bất chợt và con phải tự tưởng tượng và chọn cho mình một cái hình ảnh phong cảnh để vẽ. Trong lúc con rất nghiêm túc để vẽ ra được một tác phẩm như này thì cô chú là như thế này. Cho nên là chúng ta cũng có thể thấy được cái sự đầu tư, cái sự tập trung và cái tài năng của bé Minh Đức của chúng ta, phải không ạ? Xin mời nhận xét kính từ ba vị giám khảo. Chú Thành không có gì để nói, là bởi vì không còn mặt mũi để nói. Được rồi. Mình không có quyền nói bé không thành công. Ở đây không có cái tư cách nào nữa để phê bình con. Yeah. Bởi vì con quá giỏi, 14 tuổi mà con vẽ được một bức tranh có hồn, có chiều sâu như thế này. Cô chú ngần ấy tuổi rồi, vẽ một thứ mà không dám nói nên lời con ạ. Và như vậy đồng nghĩa với việc đó chính là Minh Đức, con đã thành công thử thách lần này. Chúc mừng Minh Đức. Thì ngày hôm nay cảm ơn con đã đến với Siêu Tài Năng Nhí và nhận được rất là nhiều sự nhận xét rất là tuyệt vời đến từ giám khảo. Không biết là con có thể chia sẻ về ước mơ cá nhân của mình không? Con muốn làm họa sĩ và mở cho mình một phòng tranh. À, mở cho mình một phòng tranh riêng và sẽ trở thành một người họa sĩ chuyên nghiệp. Chúc mừng Minh Đức nha, chúc cho Minh Đức là sẽ thành công trong tương lai và sẽ đạt được những ước mơ của mình. Còn bây giờ thì chương trình có như một món quà nhỏ gửi tặng cho con, xin mời Heo Cowboy. Rồi. Gửi tặng cho Minh Đức. Cảm ơn con gửi tặng như các bạn này, như gửi tặng hơn lại bạn đấy. À, con có thể chụp hình với các cô chủ và giám khảo được không ạ? Chắc chắn chứ. Và quý vị khán giả nhớ hãy theo dõi và ủng hộ cho bé Minh Đức để bé có cơ hội bước vào Super 10 của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chụp một tấm kỷ niệm nào. Và kính thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại ba siêu tài năng nhí ngày hôm nay nha. Xin mời. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Success Shop Black Heo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngoài ra, tất cả các bé siêu tài năng nhí tham gia vào chương trình sẽ nhận được một phần học bổng đến từ Trung tâm Anh ngữ Walkie Talkie Việt Nam. Và kính thưa quý vị khán giả, như vậy Minh Đức cũng là bé thí sinh cuối cùng của tập siêu tài năng nhí ngày hôm nay. Còn quý vị khán giả nhớ theo dõi chương trình và ủng hộ vào khung giờ 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì siêu tài năng nhí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại ạ. Thật hiếm khi thấy hai vợ chồng tông xuyệt tông đi ra với nhau ạ. Nói chung là để tránh những trường hợp là mọi người nói là ra đường mà dắt chị gái đi chơi.
một màn đấu nhau chứ hả? Người nào thắng thì đãi người khác một cái chầu của nhà hàng người kia được không ạ? Con có hiểu chuyện gì xảy ra không? Tôi nói mà. Con một cô hàng nghe nhạc chào quá. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.